Nói mà chị. Cái gì? Đây là bà chị dâu của Thắng Cò nha. Vợ của Thánh Ăn Gà Rừng. Vợ của Thánh Ăn Gà Rừng. Sò mì banana, sò mì thập cẩm. Sò mì thập cẩm khổng lồ đó, ăn một mâm luôn. Mâm mì khổng lồ. Thấy ngon quá không vậy? Thắng Cò với lóc. Thấy không? Vàng không? Vàng đeo đỏ tay ha. Về mà la nghèo đó. Anh ơi, đừng lên xã. Thấy không, vợ Thanh này gần ghê không, đẹp cũng chưa vợ. Đây là mâm ra bánh chấm. Đây là chân cút. Trang trí rồi dạ. Đã có thì quay bình thường làm. Nhìn như làm lỗ làm. Nãy vợ tôi điện chạy về trong thoại tôi quên lên máy đi tính nhà thấy nước mắt nó nhiễu rồi tưởng gì không chứ. À, tới tới tưởng gì tới không à. Ngon vậy. Hello. Đây là lành seafood nè, ăn riết mặt nè quý khán giả. Lành seafood hả? Nên. Đây, một mâm màu ấy nè quý khán giả. Quá trời. Nếu không còn hơn hết. Un u u u. Mà nếu nhân còn hơn ớt. U u u u. Để cái gì tôi cầm cái quay ra. Đây là người phụ nữ đảm đang. Còn của Thánh Ăn Gà Rừng. Vợ của Thánh Ăn Gà Rừng là một mâm mì xào siêu cay cho mập seafood Thiện Channel. Mập seafood tàu quay cái đầu không ạ. Đây là mập seafood với khán giả. Đây là mập gì mất. Nhà nghe đã đến kênh Thắng Cò Vlog. Hôm nay anh em mình có làm món mì xào hải sản. Đây mời các bạn xem nha, có hấp dẫn không? À, đừng quên nhấn like, subscribe cho anh em mình để phát triển kênh nha các bạn. Rồi. Rồi, mời cả nhà ăn với anh em mình nha. Đây. Mời nha các bạn. Xào bao ngon luôn. Rồi để mình thử cái miếng thịt heo này nha các bạn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quá ngon luôn. Có bộ viên nữa nha các bạn. Ngon, quá ngon. Ngon các bạn ơi. À, thôi vậy thôi mình mời anh Caramel vô ăn chung với mình cho vui luôn nha các bạn. Chứ có một mình ăn à. Vô luôn anh Caramel ơi. Quá luôn các bạn ơi. Ngon quá ngon à. Mặt trời. Dĩa mì khổng lồ. Ngon. Ok. Xin mời cả nhà nghe. À. Trứng cút nha các bạn. Đầy đủ luôn. Hai anh em mình bữa nay thử thách ăn hết luôn các bạn ơi. Ngon gì đâu luôn. Bạn ăn 25 gói luôn á. Hai anh em mình ăn. Anh em mình ăn hết là bữa nay là đạt kỷ lục luôn các bạn ơi. Mì ngon lắm. Hấp dẫn luôn. Tuyệt vời luôn, thật sự tuyệt vời luôn các bạn ơi.
Cái này gia liệu cũng dễ làm lắm các bạn ơi. Mì gói với mình với thịt heo rồi trứng cút này nọ đồ, bò chiên đồ, tôm mực nữa. Nó cũng ngon lắm. Món này các bạn có thể làm được tại nhà luôn, rất là ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Mình phải cố gắng ăn hết luôn cái này mới được. Có ra bị đủ luôn, ăn đỡ nghe. Rất là ngon luôn các bạn. Có dưa heo luôn nè các bạn. Ngon lắm. Không có đậu, không, nó không có đậu ngán. Không ngán luôn nha các bạn. Mì xào rất là khô. Đây. Rất là khô luôn nha các bạn. Không ướt. Đây. Không ướt nha các bạn. Rất là khô, rất là ngon. Nó ghép lại phải không? Quay hả? Chào quý khán giả. Chào nha. Hôm nay làm clip ăn mâm mì xò, mì xào, ốc lô. Rất là ngon luôn nha các bạn. Mì này xào, anh em mình xào là rất là ngon, không ngán. Với lại đủ các gia vị luôn. Bò viên nè, có luôn nè. Da heo, trứng cút. Rồi hết. Mẹ nó về tập giới chưa kịp nó giờ. Đầy đủ hết tất cả luôn nha các bạn. Nữa anh em mình sẽ trải nghiệm đi bắt xong rồi nướng tại chỗ luôn nha các bạn, như bắt ốc, bắt cua này nọ đồ luôn. Để cho anh em trải nghiệm sự đồng quê của anh em của chúng mình ở đây cho các bạn xem. Mời dạ. Rất là ngon. Đây, tới mình luôn nha các bạn. Được chưa? Đây bò viên nha các bạn, rất là ngon nha các bạn. Nó chảy nha, anh em mình ăn bây giờ nó cũng gần. Cái này con thắng còi á, quý vị. Anh em mình ăn đây cũng gần được một phần cái dĩa rồi nha các bạn. Một phần cái nguyên cái mâm luôn nha các bạn. Hàng này giống nhau. Rất là ngon. Like hoặc đăng ký chia sẻ cho anh em mình để anh em mình có động lực ra video hay cho các bạn xem nhé. Đây là lần đầu tiên lên ống kính của mình luôn á các bạn, cũng hơi rung rung nói chuyện với các bạn mà cũng hơi rung rung luôn nha các bạn. Rất là ngon, cho mới dễ ăn, đi học tới rồi mới về, quá no luôn các bạn ơi. Giờ mình đã kêu mấy cháu mình ra ăn phụ luôn nha. Bây giờ các bạn. Mình mới về học về nha mọi người. Phải học sao? Học đi cháu mình. Rất là ngon các mọi người, nhưng quá khối lượng quá nhiều các mọi người. Miếng nè. 25 gói luôn nha mọi người. Đó, giờ cháu bà mình ra coi ăn phụ mình luôn mọi người. Một mình căng thẳng không nổi rồi. Bà có bà ơi.
Ngon quá các bạn ơi. Một lớp nghỉ quay. Ngon quá. Xin chào các bạn nha. Hôm nay giờ anh em mình cũng ăn 25 gói mì luôn. Đây có đồng đội ra luôn tiếp hộ nha các bạn. Rồi và cũng xin chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mọi người thấy cảm thấy video hay, like cho anh em mình like một chia sẻ. Rồi để anh em mình phát triển kênh nha các bạn. Rồi xin chào các bạn. Bye. Bye.